Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn đi vào thời sự cuối tuần ngày hôm nay đầu tiên hết là tin quốc tế nga và iran tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ về quân sự bất kể lời phản đối của hoa kỳ việc hợp tác quân sự của Nga và Iran sẽ không bị cản trở bởi áp lực từ bên ngoài. Đó là, là Phó Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Ryabkov đã lên tiếng cho biết như trên sau khi mà ông gặp gỡ với đối tác của ông ở tại Iran. Bản tin mới nhất từ ở Iran cho biết sẽ không có sự thay đổi và hợp tác với Iran vẫn tiếp tục. Ông Ryabkov đã phát biểu như trên trong ngày thứ bảy bởi tường trình của hãng thông tấn IAE và chúng tôi là những quốc gia độc lập và chúng tôi không thể khuất phục trước cái sự gọi là độc tài của Hoa Kỳ và các quốc gia vệ tinh của họ Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực là ngưng bán vũ khí cho phía của Nga tuy nhiên Nga thì vẫn tiếp tục sử dụng một số tròn của Iran cung cấp để mà dự sử dụng trong chiến trường của Ukraine và tờ Financial Times cho biết trong tháng này là phía giới chức của Iran cũng như là phía giới chức của Nga đang thảo luận về việc mà chế tạo tròn ở tại nước Nga Iran được biết là đã gửi cho Nga các cái tròn. Tuy nhiên họ nói rằng là họ gửi các cái tròn này trước tháng 2 năm 2022, tức là trước khi cuộc chiến nổ ra. Trong khi đó thì phía Nga Moscow cũng bác bỏ cho rằng là họ đã mua tròn của Iran. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng của Iran cho biết rằng là không có một cái sự chuyển ngân nào. Chúng tôi không hề có một cái cuộc chuyển giao nào về tròn cho phía của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Và chúng tôi không hề có một cái đơn đặt hàng nào từ phía Nga. Trong khi đó, thì phía Tây Phương và các quốc gia của Tây Phương vẫn cho rằng là phía Iran vẫn tiếp tục ngầm và hỗ trợ tròn cho phía của Nga. Cùng một lượt, thì phía Nga cho biết là họ sẽ cùng với Iran chế tạo tròn ngay tại nước Nga. Và trong đó, loại tròn có tên là Sahed đã được Nga sử dụng tấn công vào nội địa của Ukraine cho tới bây giờ. Hiện nay, thì phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết là Iran vẫn tiếp tục chuyển hàng trăm cái tròn cho Nga kể từ tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên thì cả Nga lẫn Iran đã bác bỏ chuyện này, đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran tuyên bố là họ vẫn tiếp tục làm giàu chất uranium theo luật nội địa của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran vẫn tiếp tục làm giàu chất uranium dựa trên cái khung luật pháp mà họ đã thành lập bởi quốc hội của họ, bất kể là sự phản đối và giám sát của phía quốc tế. Trong đó, Iran đã được yêu cầu là phải giảm mức làm giàu lên tới 60%. Việc làm giàu chất uranium vẫn tiếp tục theo cái chiến lược trong luật lệ của chúng tôi. Ông Islami, người được xem là đứng đầu cái cơ quan về nguyên tử của Iran cho biết gì trên. Đầu tháng này, tại Wall Street Journal cho biết Iran vẫn đưa ra dấu hiệu cho thấy họ đã bắt đầu là giảm lại cái tiến trình gọi là làm giàu chất uranium mà có thể đạt tới mức chế tạo bom nguyên tử và trong đó gần như lại đang có sự căng thẳng với Hoa Kỳ trong việc mà gọi là có những cái cuộc tranh chấp ở trên mặt biển cũng như là vấn đề nguyên tử của Iran. Trong năm 2020 thì chính quyền và cái quốc hội gọi là cứng rắn của Iran đã thông qua luật yêu cầu chính phủ là phải có một cái bước cần thiết làm giàu chất uranium với cái sự giới hạn đã được thỏa thuận trong năm 2015 và nó vẫn không có họ vẫn không thực hiện cái thỏa thuận này và trong đó thì sau khi mà Washington và hủy bỏ cái thỏa thuận này năm 2018, Tehran đã bắt đầu vi phạm vào các cái quy tắc đã được ký trong cái hiệp ước JCPOA tức là hiệp ước năm 2015. Hiện nay thì mức làm giàu chất uranium của Iran đáng lý là họ không làm giàu quá 3.67% trong khi đó họ đã đạt tới 60% của năm 2021 một biến chuyển mà có thể chế tạo được bom nguyên tử hoặc bom hạt nhân và Iran vẫn tái nhắc lại rằng họ không có tìm kiếm cái việc mà chế tạo bom hạt nhân và cái lò nguyên tử này là đóng góp cho vấn đề dân sự và hòa bình của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay Cùng một lượt thì à, ngày hôm nay từ Ukraine cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra về cái chết của một phi công trong khi mà Nga vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo vào lãnh thổ của Ukraine. Chính quyền của Ukraine đã phát động một cuộc điều tra sau khi mà có một chiếc vụ động đụng máy bay bởi hai chiếc máy bay ở phía tây quốc gia này khiến cho ba phi công bị thiệt mạng. Phát ngôn viên của lực lượng không quân của Ukraine là Yuri Inat đã nói ra lên trên đài truyền hình của Ukraine vào ngày chủ nhật là hiện nay họ vẫn chưa rõ và đang mở cuộc điều tra. Theo tường trình cho biết, thì hai chiếc L-39 là nằm trong cái tình trạng gọi là huấn luyện quân sự đã đụng vào nhau vào ngày thứ sáu trong lúc mà họ đang có cái sứ mạng tác chiến ở phía tây của cái tỉnh gọi là Zhytomyr và ba phi công đã bị thiệt mạng bao gồm luôn cả một uh, phi công có tên là Andrew BC được biết với lại tên là Ch Chus và đây được xem là một trong những phi công tài năng của Ukraine và người này đã được huấn luyện để lái chiếc F16 của Hoa Kỳ. Tổng thống Zelensky đã lên tiếng nhấn mạnh trong ngày thứ bảy là ông đã vinh danh tất cả những phi công tử nạn và ông sẽ tiếp tục cho mở cuộc điều tra toàn diện về việc này. Cùng một lượt, thì lực lượng của Nga đã nhắm mục tiêu vào phía ở ngay trung tâm và phía bắc của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đàn đạo vào đêm hôm qua. Lực lượng phòng không của Ukraine cho biết, họ đã thành công ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn này tại Kiev thì à, xung quanh thủ đô, à, và xung quanh thủ đô của Ukraine thì à, hầu hết tất cả những cái tròn hoặc là những hỏa tiễn đã bị bắn hạ riêng tại nga thì à, bộ quốc phòng báo cáo cho biết họ đã bắn rơi hai cái tròn của phía Ukraine ở khu vực gọi là Pryen và Kurs ở khu vực gần như là sát biên giới của Ukraine theo tường trình của giới quốc phòng của nga cho biết đây được xem là cuộc à, đụng độ mới nhất giữa nga và ukraine trong việc mà nga tấn công vào phía bắc của ukraine ngược lại thì ukraine cũng đã dùng tròn tấn công vào lãnh thổ của nga đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của khu vực ở Trung Mỹ và Nam Mỹ ngày hôm nay, một tay băng đảng đã nổ súng vào một đám đông các giáo dân tìm cách loại trừ tội ác ra khỏi cộng đồng của họ. Bản tin từ Haiti cho biết, thì một băng đảng đã nổ súng vào ngày thứ Bảy nhắm vào một đám đông giáo dân dẫn đầu bởi một mục sư đang tụ tập ở cộng đồng tìm cách loại trừ thành phần băng đảng ra khỏi cộng đồng của họ. Cuộc tấn công này đã được thu hình và bởi các ký giả có mặt tại hiện trường và một số người đã bị thiệt mạng, một số người khác đã bị thương và người có tên là Marie Jolene Gilles là giám đốc của một cái tổ chức nhân quyền tại đây đã nói với hãng thông tấn AP. Bài này cho biết là bà đã coi trên mạng online hàng trăm người đã tụ tập lại một cái nhà thờ ở địa phương ở khu vực Canaan được xem là một cái thị trấn nằm ngoại ô của thủ đô Port-au-Prince và trong đó những người sống sót đã bị mất nhà của họ trong lúc mà đang có cái từ trận động đất trước đây năm 2010 và hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã bị chết và bao nhiêu người đã bị thương trong cuộc tấn công này. canan đã bị kiểm soát bởi thành phần băng đảng với một người đàn ông có tên là Chef và người này tin rằng là nằm trong băng đảng có tên là Five Second Game, tức là băng đảng 5 giây và băng đảng này gần như là đã tìm cách gọi là hoạt động và tăng cường cái sự hoành hành của họ kể từ tháng 7 năm 2021, tiếp theo sau vụ ám sát tổng thống Joveno Mose và họ ước lượng rằng có tới 80% à, họ kiểm soát toàn bộ thủ đô của Haiti và trong đó thì giám đốc điều hành của một tổ chức nhân quyền tại đây cho biết với hãng thông tấn AP là bà xem tất cả những cái cuộc tấn công này và gần như là đã không có được một cái hành động nào để chống trả lại thành phần hoành hành của băng đảng và trong đó một trong những mục sư đã tụ tập tất cả mọi người lại và để phản đối tình trạng băng đảng và cuối cùng thì băng đảng đã nổ súng vào đám đông trong lúc những người mà ở trong cái nhóm giáo dân này đã lên tiếng và kêu hô hô to là tự do cho Canaan và trong đó gần như là họ đã đối đầu với các băng đảng có trang bị súng trường cảnh sát cần phải ngăn chặn họ ngay lập tức đây là hành động kinh khủng chưa từng có và nó đã xảy ra ngay trước mắt ở nhà thờ một phát công viên của lực lượng cảnh sát đã quay trở lại và nói rằng họ đang tiếp tục mở cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 11 tây tháng giêng cho tới ngày 15 tây tháng 8 trên 2.400 người ở Haiti đã bị thiệt mạng trong các cuộc bạo động, 950 vụ bắt cóc và trong đó có 902 người đã bị thương, theo tường trình của dữ liệu Liên Hợp Quốc cho biết như trên. Và thành phần băng đảng vẫn tiếp tục hoàn hành tại đây và riêng trong tháng qua, có 350 người đã bị thiệt mạng sau khi mà có cái cuộc đối đầu với lại thành phần băng đảng. Vào tháng 10 năm ngoái thì phía của chính quyền Haiti đã từng yêu cầu ngay lập tức là khai triển một lực lượng cảnh sát quốc tế tới đây để trấn áp thành phần tội phạm. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì mới có chính quyền của Kenya lên tiếng là họ sẽ gửi 1.000 binh sĩ cảnh sát tới quốc gia này để giúp cho quốc gia này có thể chấn chỉnh tất cả những cái xã hội và gọi là ngăn chặn tất cả những tội ác của băng đảng đang diễn ra tại đây. Trong khi đó thì phía Liên Quốc trong tháng này cho biết là họ sẽ bắt đầu thành lập một cái lực lượng cảnh sát quốc tế và khai triển tới khu vực của Haiti. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chủ tịch của Hạ viện là ông Kevin McCarthy đã ra lệnh là cho cờ rũ ở tại thủ đô của Hoa Kỳ và tòa nhà quốc hội à xuống phân nửa để vinh danh 13 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Afghanistan vào tháng 8 năm 2021 các tay súng và ít nhất là hai tay đánh bom tự sát đã tấn công vào phi trường Kabul vào ngày 26 tây tháng 8 năm 2021, khiến cho 13 binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và 60 người Afghanistan cũng đã bị thiệt mạng chỉ vài ngày trước khi mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi quốc gia này. Hai năm trước đây, chúng ta đã có một thảm kịch và mất đi 13 binh sĩ của chúng ta phục vụ tại Afghanistan ông mặt đã viết ở trên trang True social ở trên social media và tôi đã ra, ra lệnh là phải hạ cờ chủ ở tòa nhà quốc hội để vinh danh 13 anh hùng của đất nước Hoa Kỳ và một số những thành viên của À, công quốc hội trong đó bao gồm luôn cả, cả một số những người nằm trong ủy ban giám sát và ủy ban tình báo đã lên tiếng và chỉ trích ông Bộ trưởng Quốc phòng là Lloyd Austin và trong đó nói rằng vẫn chưa có một câu trả lời sau 2 năm vụ tấn công này chúng ta đã phải uh, tụ tập lại và tưởng niệm cái biến cố đau thương này và trái tim của tôi cũng uh, cùng chia sẻ chung với 13 uh, binh sĩ đã thiệt mạng và ngày hôm nay Bộ Quốc phòng vẫn uh, không có một cái uh, hành động nào được xem là có cái cuộc câu trả lời cho tất cả những người dân. Trong khi đó thì ông Lloyd Austin cho biết là ông đã chia sẻ với lại gia đình của 13 binh sĩ này và chúng ta sẽ không bao giờ quên họ đã phục vụ cho đất nước chúng ta, họ đã phục vụ cho những cái mảnh đất mà chúng ta yêu thương. Và ngày hôm nay đánh dấu đúng 2 năm chúng ta mất đi 13 binh sĩ can đảm trong cuộc tấn công tại phi trường Kabul và chính quyền của Joe Biden đã rút lui một cách ta hỗn loạn và vô tổ chức cũng như là vô trách nhiệm. Đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ John Bookman thuộc đảng Cộng hòa ở tại Arkansas và ông nói rằng tất cả những anh hùng này họ đã thiệt mạng bởi vì sự thiếu trách nhiệm của Joe Biden và họ đáng được vinh danh bởi vì sự hy sinh của họ. Chúng ta sẽ đánh dấu năm thứ hai của 13 binh sĩ này và chúng ta sẽ tiếp tục đòi hỏi câu trả lời từ phía chính quyền của Joe Biden. Đó là lời phát biểu của dân biểu Mark Green thuộc đảng Cộng hòa tại Tennessee và chúng ta phải có một câu trả lời dứt khoát từ chính quyền của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang Florida lại nằm trong tình trạng khẩn cấp sau khi mà chuẩn bị đối phó với một trận bão nhiệt đới đánh vào từ vùng vịnh Mexico. Bản tin từ Florida cho biết thì à, cơ quan nhà khí tượng quốc gia đã lên tiếng cảnh báo là sẽ có tình trạng lục lội và đất chùi ở phía đông của Yucatan ở bán đảo này nằm ở phía tây của Cuba và ở tiểu bang Florida khi mà trận bão này đánh vào giữa tuần sắp tới và giữa lúc mà cái hệ thống báo động về à, khí hậu ở tại vùng vịnh Mexico cho biết đây là trận bão nhiệt đới mới nhất đánh vào Hoa Kỳ theo tường trình của nhà khí tượng quốc gia. Thống đốc của tiểu bang là ông Ron DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ hôm thứ Bảy và trong đó tất cả những khu vực ở ven biển phải có những cái hành động chuẩn bị cần thiết để đối phó với trận bão này. Và cơ quan nhà khí tượng cảnh báo từ ngày thứ Bảy là cái hệ thống của họ có thể nói rằng trận bão này có thể gây nguy hiểm với mưa lớn, gió mạnh và có thể sẽ gây ra nạn đất chùi cũng như lục lội tại Florida. Và ông Ron DeSantis đã đưa ra cái lệnh, lệnh khẩn cấp dành cho tất cả những khu vực ở phía Tây Nam của thành phố Fort Myers <laughs> băng qua khu vực của thành phố gọi là Panama ở tại Bahindo và ba, ba 33 cái, cái quận ở trong tất cả tiểu bang Florida đều đã được cảnh báo về tình trạng khẩn cấp này và họ cho biết 70% là trận bão nhiệt đới này là sẽ đến đánh vào Florida vào ngày thứ hai và 90% sẽ đánh lên toàn Florida và điều này à, họ đặt tên cái trận bão này là Idalia và vẫn chưa biết trận bão này đến à, mà với tốc độ như thế nào thì họ vẫn chưa cho biết. Tuy nhiên thì tiểu bang Florida đã cho tình trạng khẩn cấp và báo động cho các cư dân ở dọc ven biển của Florida. Đây được xem là một trong những trận bão nhiệt đới mới nhất đánh vào Florida. Thông thường hàng năm thì khu vực biển phía đông của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những cái trận bão và trận bão nhiệt đới này có thể sẽ dẫn tới tình trạng lục lội, đất chùi và làm hư hại một số con đường. Và trước đó một tháng thì một trận bão nhiệt đới đã đánh vào phía tây của Hoa Kỳ ở California, Mexico và Nevada và đã phá hủy một số những con đường tại đây sau khi mà trận bão nhiệt đới được mô tả là lần đầu tiên trong 84 năm kể từ năm 1939 cho tới bây giờ thì có một trận bão nhiệt đới đánh vào bờ biển Thái Bình Dương và hiện nay thì Florida ở bên phần của Đại Tây Dương thì đang đối diện với lại một trận bão diễn ra vào giữa tuần này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin tài sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là viên chức nằm trong toán pháp lý của ông công tố viên Jack Smith đã bí mật gặp gỡ với giới chức của tòa bạch ốc trước khi mà ông này đưa ra bản cáo trạng với cựu tổng thống Donald Trump. Trong cái tập khách viếng thăm của tòa Bạch Ốc cho thấy rằng là một trong những nhân viên của ông Jack Smith đã thầm lặng và bí mật gặp gỡ với lại một phó động lý văn phòng của tòa Bạch Ốc trước khi mà họ đưa ra bản cáo trạng với tổng thống Trump trong các cáo buộc liên quan tới tập tài liệu mật bản à, cái danh sách của tòa đốc những khách viếng thăm cho thấy là J. Pratt được xem là một công tố viên nằm dưới quyền của ông Chuck Smith đã gặp gỡ với lại Karin Sapa là phó động lý văn phòng của ông cho bên ở tòa tàu tòa, tòa bà đốc vào ngày 31 tây tháng 3 và trong cái uh, danh sách này không cho biết chi tiết về cuộc gặp gỡ đó thảo luận những gì và đặt câu hỏi xung quanh việc mà ông Smith và toán pháp lý của ông ta đã gặp gỡ với lại uh, văn phòng cố vấn của tòa bạch ốc trong khi mà ông ta đang nằm ở giữa cuộc điều tra nhắm vào tổng thống Trump người được xem là đối thủ của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và ngay sau đó thì uh, ông Giuliani người đã từng là công tố viên của liên bang cựu thị trưởng của New York và từng là luật sư của tổng thống trump trước đây đã lên tiếng và nói rằng không có gì rõ, rõ ràng ở trong bộ tư pháp và cuộc gặp gỡ này cho thấy là có sự phối hợp ở mức độ cao nhất ông giuliani cho biết ông tin rằng cuộc gặp này là sự phối hợp của các công tố viên nhắm vào ông trump và trong đó gần như là liên quan tới việc mà ông giữ tập tài liệu mật ở malago và tòa bạch ốc cũng như bộ tư pháp nói rằng là họ không có liên hệ với nhau trong việc mà điều tra về hồ sơ của ông trump tuy nhiên trang trong cái danh sách thăm viếng cho thấy là có cuộc gặp gỡ này trong lúc mà cuộc gặp gỡ này vẫn còn nằm trong tình trạng bí ẩn thì một vài ngày sau khi mà một quan tòa của ông obama bổ nhiệm là, là luật sư ivan korokan đã điều trần và với lại bộ thẩm đoàn trong đó thì ông Smith đã điều tra về tập tài liệu mà cựu tổng thống trump đã giữ ở tại malago và toán pháp lý của ông mis ông smith đã bắt đầu cuộc điều trần và trong đó gần như quan tòa đã bác bỏ một cái yêu cầu của ông Smith và trong đó nói rằng là vẫn không đủ yếu tố trong việc mà đòi hỏi phải có phiên tòa sớm hơn. Chính tuần lễ sau khi mà ông Pratt và bà Saba gặp nhau, ông Pratt tức là luật sư công tố viên nằm trong toán của ông Smith và bà Saba là phó động lý văn phòng của tòa bạch ốc ở khu vực West Wing, thì ông Smith đã chính thức uh, truy tố ông tổng thống 45 của Hoa Kỳ 37 tội danh và trong đó bao gồm luôn việc gọi là cản trở tư pháp và trong ngày 13 tây tháng 6 cựu tổng thống Trump đã bác bỏ 37 cái ca uh, tội danh này và trong đó bao gồm luôn nói rằng ông hoạt động gián điệp và ông Giuliani đã lên tiếng và nói rằng cuộc gặp gỡ ngày 31 tây tháng 3 giữa ông Pratt và bà Saba ông tin rằng là bộ tư pháp đã trở thành uh, gọi là chính trị hóa cái vũ khí để mà dưới quyền của ông Joe Biden chưa cái công tố viên dưới quyền của Joe Biden rõ ràng đây là một cái chế độ công an trị đó là lời phát biểu của ông Giuliani đã đưa ra trong khi đó thì tòa bạch ốc lẫn bộ tư pháp vẫn chưa lên tiếng cho biết về cái cuộc gặp gỡ này và phần ông thì tổng thống Trump trên trang Truth Social vào ngày thứ bảy đã bỏ một cái video trong đó ông vẫn tiếp tục à, kể, nói rằng đây là một hành động bức hại chính trị và mô tả đây là một cuộc săn lùng phù thủy rõ ràng là một trong những cái à, hành động mới nhất mà phía của công tố viên Jack smith lẫn bộ tư pháp vẫn chưa lên tiếng giải thích tại sao công tố viên dưới quyền của ông smith lại bí mật gặp gỡ phó Động lý văn phòng của tòa bạch ốc đặc trách về vấn đề à, cố vấn và trong đó họ đã thảo luận những gì và trước khi mà họ đưa ra cái bản cáo trạng đối với cựu tổng thống Donald Trump đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất và trong đó có cho thấy là có sự cấu kết của tòa bạch ốc và bộ tư pháp để tìm cách bức hại đối với ông Trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và ngay sau khi có mặt ở tại Georgia để nhận các án cáo trạng cựu tổng thống Trump đã gây quỹ lên tới 7 triệu mỹ kim và đây là con số được xem là khá lớn. Cựu tổng thống Trump đã gây quỹ tổng cộng 20 triệu mỹ kim trong vòng 2, 3 tuần lễ qua và trong đó bao gồm luôn số tiền mà ông đã gây quỹ từ hôm thứ năm cho tới bây giờ. Giữa lúc mà ông vẫn tiếp tục lên tiếng và cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Ông chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đưa ra một thông báo vào ngày thứ bảy kể từ hôm thứ năm khi xuất hiện ở tại một nhà tù và tòa án ở tại Georgia để mà nhận bản cáo trạng à, cựu tổng thống Trump đã gây quỹ được 7.1 triệu Mỹ Kim. Theo tường trình của Stephen Chung à, đã bỏ trên trang X một trang platform của Twitter trước đây và trong ngày thứ sáu riêng trong ngày thứ sáu thì cựu tổng thống Trump đã gây quỹ được 4.18 triệu Mỹ Kim được xem là con số cao nhất trong à, và vài tháng qua trong chiến dịch tranh cử của ông và cái mớt shot tức là cái hình ảnh mà ông lăn tay và chụp hình ở tại một cái tòa ở trọt xa vào tối ngày thứ năm à, đã khiến cho cái mức mà ủng hộ ông lên cao hơn và tấm hình này đã được in trong các áo t-shirt và các cái à, à, poster và được bán đầy ở trên tất cả các trang mạng và hiện nay gần như là ông Trump đã có một cái mức gây quỹ khá cao kể từ khi mà ông đã vướng vào các cái đơn cáo trạng về pháp lý trong đó bao gồm luôn bốn vụ án đã truy tố vào ông ông đã bác bỏ tất cả các cáo trạng này trong ngày 15 tây tháng 8 thì à, phía của à, biện lý của quận Fulton ở tại Georgia là bà Fanny Willis tuyên bố là sẽ truy tố ông cùng với lại 18 người khác về cái tội gọi là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 và ông đã bác bỏ tất cả những cáo trạng này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của cựu tổng thống Trump trong lúc mà ông đang đối diện với nhiều yếu tố về pháp lý. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là ba binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. 20 người khác đã bị thương trong một cái tai nạn diễn ra trong lúc đang có cuộc tập trận. Bản tin mới nhất cho biết thì từ Căn cứ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ tại nước Úc cho biết là cuộc tập trận của họ ở phía bắc của nước Úc đã khiến cho ba binh sĩ thủy quân lục chiến bị thiệt mạng, 20 người khác bị thương trong một cuộc huấn luyện. ba à, binh sĩ này đã được xác nhận là bị thiệt mạng ở tại cái đảo gọi là Melville và năm trong số 23 người trên chiếc máy bay đã à, nằm trong tình trạng tâm trầm trọng à, nằm cách cái khu vực của Darwin khoảng 80 km đang được nằm ở trong bệnh viện để điều trị sau khi mà một chiếc gọi là Bell Boeing v -20. 22 Osprey đã bị gặp tai nạn lúc 9 giờ 30 phút Sáng giờ địa phương theo tường trình của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đưa ra, hiện nay các nỗ lực đang diễn ra để mà phục hồi lại và chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra toàn diện về tai nạn này. À, trực thăng và kể cả cánh không quân đã khai triển tất cả các cái cuộc tập trận của họ và tìm cách đưa những người bị thương ra khỏi khu vực này theo tường trình của một cảnh sát trưởng của quận à, ở tại phía bắc của nước Úc là Michael Murphy đã cho biết như trên. Một trong những người bị thương đang nằm trong tình trạng giải phẫu ở tại bệnh viện gọi là Royal Darwin Hospital video. Và trong đó họ nói rằng cuộc giải phóng này diễn ra 6 giờ đồng hồ sau khi tai nạn xảy ra và hiện nay vẫn chưa biết là tình trạng trầm trọng như thế nào đối với những người còn sống sót. Thủ tướng của úc là ông Anthony Albanese nói rằng các binh sĩ hoa kỳ bị thương trong cuộc tập trận có tên gọi là Exercise Pedersen và đây là cái cuộc tập trận à, giữa lực lượng thủy quân lục chiến của hoa kỳ, của úc, của indonesia, của philippines và của đông timor và việc này đã à, bao gồm luôn cả các lực lượng quân sự của hoa kỳ. trong khi đó thì à, Melville là một cái đảo quốc nằm trong cái quần đảo tivi ở phía bắc của Darwin bến cảng này nơi mà đang có khoảng 2.500 quân đang có cuộc tập trận tại đây. Và cuộc tập trận Osprey này <laughs> được xem là phối hợp với một số quốc gia ở khu vực. Khoảng 150 binh sĩ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở tại Darwin đã tham gia cùng với cuộc tập trận 2.500 quân này được xây diễn ra được xem là mỗi một năm. Và lực lượng quân sự Hoa Kỳ cũng đã có hàng loạt các cuộc tập trận khác và trước đây cũng đã xảy ra một tai nạn tương tự khi một chiếc máy bay gọi là MAS-90 đã bị rơi ở phía đông bắc của nước Úc vào năm ngoái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã cho phép công dân của họ quay trở lại sau khi mà họ tự cô lập vì tình trạng của đại dịch. Bắc Hàn đã bắt đầu cho phép công dân của họ đã quay trở lại về và trở về nhà sau thời gian được xem là siết chặt và chống dịch và cũng như cô lập. Quốc gia này đã đóng cửa biên giới của họ từ năm 2020 để chống lại tình trạng lây nhiễm của đại dịch. Và giờ đây, những công dân của họ bị kẹt tại trung quốc đã có thể trở về quê nhà trong một bản statement đưa ra bởi cơ quan thông tấn của bắc hàn thì họ cho biết là hiện nay các công dân của bắc hàn bị kẹt tại trung quốc và một số nơi khác đã được phép trở về quê nhà sau khi mà họ giải tỏa cái lệnh gọi là phong tỏa tại quốc gia họ và loan báo này thì nhằm mục đích là để cho các công dân có thể trở về quê nhà và nó sẽ là một cái mức độ trở về rất lớn, lớn từ phía Trung Quốc và vào, vào tháng trước thì các cuộc đối thoại cao cấp giữa phái đoàn của Trung Quốc và của Nga viếng thăm Bình Nhưỡng đánh dấu 70 năm chấm dứt cuộc chiến Nam Bắc Hàn và tại đây thì phái hoàng, phái đoàn của Trung Quốc đã thảo luận với phía của Bắc Hàn về việc mà làm cách nào cho các công dân của Bắc Hàn bị kẹt tại Trung Quốc có thể trở về quê nhà Đồng thời họ cũng đã cho phép một cái cuộc gọi là thi giải về Taekwondo diễn ra tại Kazakhstan, nơi mà được xem là đang tổ chức một cái giải Taekwondo cho các quốc gia thuộc ở à, khu vực Á châu. Cùng một lượt thì cái hãng hàng không của Bắc Hàn là Air Koryo đã được à, phép bay trở lại và các chuyến bay ở Trường Hải. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của Bắc Hàn đưa ra sau khi mà quốc gia này đã tự cô lập họ trước tình trạng đại, đại dịch lây nhiễm và bùng nổ khắp nơi và Bắc Hàn đã không có một cái uh, hệ thống chủng người nào cần thiết để mà có thể giúp cho người dân của họ do đó họ phong tỏa toàn bộ các cửa biên giới đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của Bắc Hàn để mà cho công dân của họ trở về nước Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Đài Loan cho biết lại có thêm 8 chiếc máy bay quân sự và 4 tàu chiến của Trung Quốc tiếp cận tới bờ biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng của Đài Loan thông báo là họ đã xác nhận à, tì, à, nhìn thấy được 8 chiếc máy bay quân sự và 4 tàu chiến của, của Trung Quốc đã tiếp cận gần tới biển của Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ bảy cho tới 6 giờ sáng ngày chủ nhật và một trong 8 chiếc máy bay của PLA là chiếc à, à, giám sát cơ chống tìm thủy đỉnh có tên là Sanxi à, và trong Sanxi X và trong đó họ đã xâm nhập vào cái vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan. Và phía Đài Loan cho biết họ đã phải gửi tất cả các chiến đấu cơ, các tàu chiến sử dụng cái hệ thống phòng không dưới mặt đất để quan sát các hoạt động của PLA. Và riêng trong tháng này, Bắc Kinh đã có 340 chiếc máy bay quân sự và 180 tàu chiến đã tiếp cận gần biển Đài Loan. Và đây được xem là một trong những hành động quân sự mới nhất của Trung Quốc nhằm đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, kỹ nghệ của Trung Quốc xuất cảng đã liên tục giảm trong vòng 7 tháng qua mức xuất cản và kỹ nghệ của Trung Quốc về công xưởng đã giảm 6.7% trong tháng 7 và so với một năm trước đó và liên tục trong 7 tháng qua cho thấy tình trạng đòi hỏi của cái ngành xuất cản đã yếu đi và tình trạng khủng hoảng kinh tế đã xảy ra đối với nền kinh tế được mô tả là lớn nhất lớn hàng thứ hai trên thế giới. Trong đó thì họ đã bị giảm đi 15.5% tính theo từng năm một và trong 7 tháng đầu năm nay và 16.8 đã bị giảm đi so với cùng thời kỳ năm ngoái và đây là dữ liệu do phía Trung Quốc đã cung cấp và mức lợi tức của Trung Quốc đã giảm đi 8.3% trong tháng 6 theo tường trình của cục xuất cạo khẩu và hàng hải của Trung Quốc và kỹ nghệ công xưởng của Trung Quốc đã mất rất nhiều trong nửa năm đầu. À, theo tường trình của cái tổ chức về sản xuất nhôm của Trung Quốc cho biết, họ đã mất 830.6 triệu đồng nhân dân tệ, tức là khoảng 114.2 triệu Mỹ Kim, so với một năm trước đó là 123.6 triệu đồng nhân dân tệ. Và các ngân hàng đã giảm đi tất cả cái mức cho vay cũng như phân lợi của họ. Và gần như là họ đang tìm cách phục hồi tất cả các cái món nợ xấu. Trong khi đó thì các công ty liên quan tới vấn đề quốc doanh đã bị giảm đi khoảng 20.3% trong 7 tháng đầu năm nay và các cái nguồn đầu tư của nước ngoài và công ty nước ngoài đã bị giảm 12.4% và kỹ nghệ tư nhân đã bị giảm đi 10.7%. Đây được xem là một trong những cái bài biểu đồ cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc đang bước vào cơn khủng hoảng và chưa có một cái lối thoát nào giữa lúc mà đang có sự đối đầu gay gắt với Washington. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Tập Cận Bình đã viếng thăm Tân Cương và cho thấy là không có thay đổi gì đối với người Duy Ngô Nhĩ chủ tịch nhà nước cộng sản trung quốc là tập cận bình đã có một chuyến hiếm hoi bay tới tân cương trong ngày thứ bảy và ông ta bảo đảm rằng sẽ tiếp tục quản trị cái ổn định xã hội và gia tăng tất cả tình trạng gọi là à, nghiêm khắc đối với lại cộng đồng tại đây và không thay đổi bất kỳ một chính sách nào một chính sách mà liên hợp quốc đã lên tiếng và cho rằng đây là chính sách nghiêm vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền cũng như chống lại cộng đồng Hồi giáo ở tại đây cũng như cộng đồng Duyên Ngô Nhĩ. Chúng ta vẫn tiếp tục cái việc chống khủng bố và chống lại tình trạng mà ly khai tại đây. Và chúng ta vẫn tiếp tục đưa ra nỗ lực để ổn định tình hình xã hội tại đây. Ông Tập Cận Bình đã phát biểu như trên sau khi mà ông ghé ngang Tân Cương tiếp theo việc mà ông ta dự cái hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi theo tương trình cho biết. Và với những người theo Hồi giáo chúng ta vẫn tôn trọng và chúng ta vẫn không thể để cho những cái hoạt động bất hợp pháp về tôn giáo diễn ra tại đây. Đây là lần đầu tiên Tập Cận Bình đã viếng tâm Tân Cương kể từ tháng 7 năm 2022 và một bản báo cáo của Liên Quốc được công bố vào năm ngoái. Trong đó cho thấy có tình trạng tra tấn, tình trạng gọi là cưỡng bức về vấn đề gọi là sinh sản tức là triệt sản đối với phụ nữ cũng như là tình trạng tống giam tất cả những người duyên hôn nhĩ vào các trại cưỡng bức lao động đã tiếp tục gia tăng tại Tân Cương. Đây là bản báo cáo mới nhất của cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tập cần Bình trong cái lời phát biểu này ông ta cho rằng cần phải tăng cường thêm chính sách tuyên truyền mở rộng và tìm cách ổn định xã hội tại Tân Cương. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu mới nhất của Tập Cần Bình đã đưa ra ngay sau khi mà ông ta có chuyến ghé ngang Tân Cương trước khi quay trở lại Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!